ông Tom Minh, giám đốc IT Singapore. Kính thưa ông Tô Bình Minh, giám đốc trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực Việt Nam, Nhật Bản. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Trương Ngọc Tuấn, phó chủ tịch hiệp hội cơ khí thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Bình Dương là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được xem là một khu vực kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, chủ động trong hội nhập quốc tế và là khu vực dẫn đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đào tạo phát triển kinh tế của cả nước. Từ khi tái lập từ năm 1997 đến nay, với chính sách đại thảm đỏ mời gọi đầu tư, tỉnh Bình Dương đã thu hút được hơn 2.600 dự án có vốn đầu tư nước ngoài từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký là 24 tỷ USD. Kính thưa quý đại biểu, trong những năm qua, bên cạnh việc thu hút đầu tư vào sản xuất, tỉnh Bình Dương cũng rất chú trọng đến hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm lớn và uy tín ở nước ngoài như hội chợ IMM Cologne Cộng hòa Liên bang Đức, hội chợ triển lãm IFMS tại Singapore, vân vân. Trong năm 2016 này, trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cũng đã tích cực hỗ trợ và ủng hộ để công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện OMG tổ chức triển lãm công nghiệp Việt Nam năm 2016 diễn ra tại Bình Dương từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm của tỉnh. Triển lãm này kết hợp với triển lãm là công ty tổ chức sự kiện OMG vì you mentioned above, Logiform do various activity in production improvement methods. What country is the best stage for Logiform? HB의 브랜드 로지폼은 한국 산업의 생산성 향상에 지속적인 활동을 하고 있습니다. 이러한 경험을 기술력을 기반으로 전 세계 20여 개국 이상의 유통 업체를 운영하고 있습니다. 특히 활발한 시장은 베트남과 미주 시장 쪽으로 최근에는 유럽 시장의 확대를 목표로 전 직원들이 함께 노력하고 있습니다. Okay, and so as I know that Logiform is the first time participate in Vietnam local exhibition, and so do you have a motto such as Logiform brand is for which kind of customer?
현재 로지폼은 호치민의 3개 공장을 운영하고 있습니다. 이는 베트남 산업의 발달과 생산 현장이 급박하게 성장하고 있는 것을 뜻합니다. 이러한 시장 속에 로지폼이 최우선으로 하고 있는 고객 만족 서비스, 즉 제품의 정확성, 신속한 납기, 발빠른 추후 대응으로 항상 고객과 소통 중에 있습니다. 로지폼은 산업 현장의 생산성 향상을 목표로 두고 이 세 가지 고객 대응 방식을 최우선으로 하고 있습니다. Okay, thank you so much for the sharing. And so, shall we craft this interview together with the Go Logifarm, Go Logifarm? Oh, yeah. Go Logifarm. It was a good time at the Vietnam Industrial Fiesta, Industrial Automation Fiesta, and 3D Print Fiesta 2016 to be held in Vinzen Convention Center. Out of nowhere, when we have this exhibition, a lot of people were asking, will the people or will the industry come to this exhibition? I think we have answered them, and it's yes. Okay, I've spoke to a lot of exhibitors, even some of the activities that we have, including conferences, exhibitions, meet and match session, even with the IE Singapore coming to do the trade mission, and also we prepare some of the good refreshment food for the VIP guests, and they were here not just for the food but also for technologies, for engineering services, and also to meet with international companies from so many countries like Singapore, Korea, Japan, Malaysia, even from the Europe, Taiwan, China, US. Thank you for the support.
just in the early, earlier stage that we have a meeting with the under the ASSG Automation Solution and Services Group. The arrangement was supported by the organizer, and we have a very good meeting. We have even formed up the group and the council members. We hope to have more activities at this exhibition in the near future for the coming year. Thay mặt ban tổ chức, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện OMG và OCUF, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các sở ban ngành, nhà triển lãm, quý khách hàng đã ủng hộ nhiệt tình chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua để có được sự thành công ngoài mong đợi trong triển lãm công nghiệp Việt Nam 2016. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thiện và cung cấp dịch vụ tốt hơn nữa để phục vụ quý khách hàng ở các triển lãm, sự kiện trong tương lai và mong được sự hợp tác với tất cả các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong triển lãm lần sau. Xin hẹn gặp lại tại triển lãm công nghiệp Việt Nam 2017. Xin cảm ơn.